Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu gối tựa hình thú bên mình cho các bạn xem nhé. Đây mình quay 4 mẫu hình thú thôi. Ngoài ra mình có rất nhiều mẫu khác, anh nhìn đăng mẫu nào để sẵn đồ đấy nhé các bạn. Mẫu mình đang quay cho các bạn là mẫu 1m255 nhé các bạn. Ngoài ra thì mình có sẵn size 1m675 nữa. Các khoa khác thì các bạn muốn đặt thì bên mình cũng là tập theo yêu cầu nhé. Đây là gối tựa hình thú handmade hàng cao cấp nhé các bạn. Đây các bạn này, khóa có thể tháo ra bông ra giặt được nhé. Bên trong này này có một lớp lót này, các bạn cũng có thể có bông bên trong nữa để cho dày dặn, các bạn cũng có thể tháo ra giặt được nhé. Bông này là ngừa bằng tay nên rất chi là chắc chắn và không bị xẹp. Các bạn xem mình quay như thế nào, các bạn sẽ nhận hàng như vậy thôi, nên các bạn cứ an tâm nhé. Mình quay ra sản phẩm vậy thôi nhé. Em cảm ơn.